Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Survey Việt Channel và mình là Minh Châu. Có thể các bạn chưa biết thì Win 10 cho phép chúng ta tạo một lúc nhiều màn hình desktop ảo nhằm phục vụ cho người dùng với nhiều nhu cầu khác nhau. Ví dụ như bạn có thể tạo ra một màn hình desktop dành cho công việc, giải trí hay là học tập, v.v. Và điều đặc biệt là bạn sẽ không cần tới thực tế 2 hay là 3 màn hình mới có thể sử dụng được cửa sổ ảo này. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn bạn tạo và tận dụng nhiều màn hình desktop trên chiếc Surface của bạn. Bạn có thể tạo đa màn hình desktop bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl Windows D và sau khi ấn, bạn sẽ ngay lập tức được đưa tới một màn hình ảo mà bạn vừa mới tạo. Tại màn hình này, bạn có thể làm bất cứ thứ gì mà không sợ ảnh hưởng tới màn hình desktop chính. Và nếu bạn nhấn càng nhiều, thì số lượng màn hình được tạo ra sẽ càng nhiều. Để di chuyển qua lại giữa các màn hình desktop ảo này, bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl Windows phím mũi tên hoặc nhấn tổ hợp phím Windows Tab. Bạn còn có thể di chuyển các ứng dụng giữa các màn hình bằng cách nhấn Windows Tab, rồi dùng chuột kéo thả ứng dụng vào cửa sổ ảo mà bạn muốn. Hoặc bạn có thể nhấp chuột phải vào ứng dụng rồi chọn Move To. Ngoài ra, tại menu chuột phải này còn có các lựa chọn khác là Snap Left, rời cửa sổ sang trái, Snap Right, rời cửa sổ sang phải, Move To, di chuyển ứng dụng. Show this window on all desktop, hiện cửa sổ ứng dụng này trên tất cả desktop, Close, đóng ứng dụng. Để xóa phần màn hình ảo không cần thiết, bạn ấn tổ hợp phím Ctrl Windows F4. Ngay lập tức màn hình đang hiển thị sẽ được xóa bỏ. Hoặc bạn có thể vào Task View rồi bấm dấu X vào màn hình cần xóa. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách tạo và sử dụng màn hình ảo trên Windows 10. Chúc các bạn thành công! Nếu cảm thấy hay và hữu ích, hãy để lại một like cũng như là một subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!